주말에 뭐 했어요? Hôm nay mình sẽ học bài số 9 trong quyển số 1. Ngày mai chúng ta sẽ học quyển số 2. Quyển số 1 này trong trang, các bạn lật sang trang số 85 nha. Cái bài quyển số 2, quyển số 1, bài 85. Chủ nhật là cuối tuần này đúng không? Cuối tuần. Cuối tuần. Cuối tuần bạn đã làm gì? Bạn đã làm gì cuối tuần? Thì học cái mục tiêu của bài này á, thì mình có thể hỏi, táp là hỏi, xin lỗi, táp là trả lời. Mình có thể hỏi và trả lời về Naija, về ngày tháng. Và mình có thể nói về những cái việc quá khứ, mình đã làm gì, làm gì, làm gì, mình có thể kể ra. Và mình có thể, cái kỹ năng đó là mình có thể hỏi và đáp về ngày, thứ, ngày, đúng không? Rồi mình có thể chúc kha là chúc mừng, đúng không? Chúc mừng, mình chúc mừng gì đó. Mình học cái ngữ pháp đó là hôm nay chúng ta sẽ học về ngữ pháp bên thể quá khứ cũng như tương lai. Cái này là tương lai, cái này là quá khứ, đúng không? Và bài tập đó là mình có thể hỏi và trả lời ngày sinh nhật, hay là mình có thể viết một cái thiệp mời, một cái thẻ mời, thiệp mời gì đó, mời sinh nhật, đúng không? Bây giờ mình đi đến với những cái từ 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 vựng đó ha. Từ đầu tiên là từ ca chốt, ca chốt. Từ ca chốt này nó cũng cũng như từ ca chân thôi. Ca chân, ca chốt là giống giống nhau nha. Ca chốt mà gia đình, gia đình, gia tộc. Còn ca chân cũng là gia đình, đúng không? Ca chân. Nô rê là hát, đúng không? Rất là dễ. Tan lớp là lịch, đúng không? Lịch. Mất tà là ăn. Puru tà là cái từ này là gọi, hét, vân vân. Cái từ này gọi là từ đa nghĩa ha. Từ đa nghĩa. Sang y là sinh nhật đó. Sinh nhật. Sân mui là quà, đúng không? Quà, ai cũng muốn nhận quà, và đặc biệt ngày ngày sinh nhật. AT là con trai nha. Trăng. Mà thầy không biết như thế nào, nhưng mà cái này có thể là ngày sinh nhật của con trai, đúng không? Ngày sinh nhật con trai. Heroin, chủ nhật, đúng không? Chủ nhật heroin. Chan chi là tiệc, các bạn, buổi tiệc. Các bạn có thích tiệc không? Thầy rất là thích tiệc. Tiệc. Chi Chan chi là tiệc. Chu ta cho. Chu mai là cuối tuần, đúng không? Chúc ka ha ta, đã là chúc ka ha ta là chúc mừng. Cake, bánh, bánh sinh nhật, bánh 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 xinh, kem luôn bánh ngọt. ha. Bánh sinh nhật luôn ha. Cake là bánh bánh sinh nhật luôn ha. Bánh ngọt. Bánh bông lan, Việt Nam bánh bông lan, đúng không? Bánh bông lan. Cake. Toyo in, rồi rõ rồi. Party. Party cũng là tiệc, đúng không? Cái tiệc. Những cái từ này rất là thích. Cứ mỗi lần sinh nhật là mình một bên kem, đúng không? Tổ chức sinh nhật. Theo như bạn bạn Huệ thì bạn sinh nhật là thường thường bạn muốn người ta muốn người mình muốn nhận được một món quà gì? Thường thường á. Bạn Nhị chuẩn bị, còn bạn Huệ thì sao? CK có Ý đồng na hồ tức mà cái cặp, đúng không? Cà băng, bi xanh cà băng, đúng không? Đây là cái cặp mà cái sách đó chùa ha. hiểu để Đang từ để thầy nhà xin lời lại thân môn bạn nghĩ thì sao? Thường thường bạn thích cái sinh nhật là thường thường thích cái gì?
iPhone. iPhone iPhone mười mấy? iPhone iPhone 4. iPhone iPhone 4. rồi Rồi mắc. Vậy á, iPhone rồi, ok, để thầy chuyển lời lại cho. Em thì nói khó, để thầy chuyển lời lại cho. Còn bạn Luyến thì sao hè? Bạn Luyến thì thích gì? Em à, em thích cây cử. À, bánh khai khừ thôi à. Vâng, Này cây đơn giản vậy thôi. khừ. À, mai mốt sinh nhật anh nhớ mời thầy nha. Thầy đưa các con khai khừ tới nhà chúc mừng sinh nhật. Dạ. Còn lát nãy bạn nam bạn nữ đi, bây giờ bạn nam thôi chút đi. Nhưng mà bạn Quang đi, bạn Quang là sau đó bạn Minh là không biết là các bạn là sinh nhật muốn tặng gì. Bạn Quang bật mic lên mới nói được chứ. Bật mic lên, dùng tay bật cái mic lên. Ý là thường thường sinh nhật là em muốn người ta muốn nhận được cái món quà gì? À, thầy có nghe không vậy? Nghe rồi, nghe rồi. À, dạ, nói. À, thích nhiều thứ lắm, nhiều món lắm thầy ơi. À, nó đại một Không, món, em nói nhiều chi cho nó công. cần những bạn có những lời chúc mừng là vui rồi thầy ạ. À, chỉ cần những lời chúc mừng chân thành nhất đúng không? Dạ, đúng rồi. À, ok. Không cần vật chất đâu. Tình À, cảm là thầy ơi. à, à, anh Quang ơi, chuyện nào sinh nhật nhớ mời em nghe. Anh Rồi, nhớ. Nói ok nhớ. luôn. Anh thật là giản dị. Giản dị quá. Cũng Thấy sắp không? đến Các nữa bạn nha. thích nữ không? Thấy người nam không? Người ta rất là đơn giản chứ không phải như các bạn đâu. À, rất là dễ thương đúng không? Rồi bạn Minh đi, bạn Minh và bạn Mão. À, nói ngắn rồi mình học tiếp. Bạn Dạ nói vâng, tiếng Hàn cũng được, quá đẹp luôn. thì là quà trong ngày sinh nhật nên quà gì em thích cả thể. Ôi À, bài nào cũng thích không hết. nhìn thường à. Được rồi. Ok, thế thì sẽ ra tặng anh một món quà ở Bách Hóa Ủa Xóm à, bé hạt Đại cho mà Daiso à. đúng rồi, Tức là là chứ mình có ok. quà là được, tệ rồi còn quà gì cũng được hết á. Ok. Dễ tính, dễ tính. Nói chung là bạn Minh dễ tính rồi, bạn Quang nói gì? Đúng. Không, rồi quà trong đây show là cũng ok đó này à. À cũng ok rồi, Ừ. chơi trên Đúng nhiều rồi, cũng là một tấm lòng đó mà. À, Cũng là một tấm. trong tiếng Hàn tấm lòng là gì các bạn? Mà gì nhỉ? Má Ừ. âm. Má âm. Má À, âm. ừ, đúng rồi, Còn ôm quan trọng lắm. má mê từ rồi yêu. Vừa lòng. À, các bạn cộng thêm một từ nữa, thầy chỉ với các bạn một cái từ nữa rất là quan trọng các bạn. Chân son. Trong trong xong Chân thành. tinh Chân thần à, trong xong nam chân son là cảm chân này, son. xong là tình tình À, gọi là tình tấm lòng chân thành. trong Chân xong son. Tình cảm là khác, từ từ tình cảm là chân thôi. À, nhưng mà chân son là cái tấm lòng chân thành, còn tấm lòng thế thế tấm lòng chân thành thì sẽ là trong xong mà âm mà thấy. đúng rồi, chân son mà âm, tấm lòng chân thành, chân son mà âm. Rồi bạn Mão, bạn mèo con này không biết sinh nhật con tặng gì, phải im ru luôn rồi. Con mèo con Dạ dạ chào đời chào các bạn. đang nói Em tiếng Hàn đấy thì nha, bây giờ đang nói học tiếng Hàn, nói tiếng Hàn nha. Ý là thường thường muốn tặng quà gì, ví dụ tiếng Hàn là chia cáp, là cái ví ha, hay chỉ là cáp một cáp. cái ví thôi, nhưng mà quà thì quà gì đã là quà, thì quà to hay nhỏ thì đều rất là cái tấm lòng của người tặng ấy, thì thực sự là em đều quý mến cả. À, giờ nhỏ cũng được mà lớn cũng được, cái gì em cũng nhận, càng lớn Vâng, thì cũng càng tốt mà cũng càng nhỏ thì cũng được không sao. nó À là cái chương sơn chương à, sơn ma âm ấy ạ, chương à sơn chân ma sơn âm à, là cái ok tấm lòng chân thành của người 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 tặng ấy ạ. ok rồi ok. Nói chung là con trai thấy đơn giản ha, cái gì Vâng. cũng tặng gì cũng được, những lời nói chân thành cũng được. Rồi bạn Phương, một người phụ nữ cuối cùng à, hôm nay em đừng nói iPhone nha, iPhone là có rồi. Cưng qua chi Cung. cái ca cho em hiểu. Cung. Sike. À, cung ban chi đúng không?
ban chỉ là nhẫn, nhẫn vàng, nhẫn, còn cung ban Ban chỉ vàng. À, vậy là em còn đơn giản quá. Ngày nay các bạn biết là ngày nay người ta chơi là toàn là kim cương không à, nhưng mà em là nói chung là còn nay còn giản dị đó ha, giản dị. Ok, thầy tên kim cương tiếng Hàn nó sao thầy? diamond, thử nó giống tiếng Anh đó, dia dia diamond thử, diamond thử, diamond thử, Con diamond Diamond. thử, tia tia, em nhớ từ Tiếng đó không? Ừ. Nó tiếng Anh, nó phiên âm ra thôi. Anh nó là con. Vậy hả? Đúng không thầy nhỉ? Em nhớ thêm mắng. Không có cái TI môn thừa. Vậy là bạn 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 nhảy giờ đổi ý rồi ha, không chơi xài ấy nữa đâu ha, Tao phải nhớ luôn. căng rồi á. Bây giờ mà lên kim cương nãy xin lỗi chồng bạn mà gặp thầy mà lan cái nói tại sao thầy ông học cho khi cái học cái từ này mà em làm căng quá căng. Tia ai a môn từ này là từ Yeah. kim cương các bạn, kim cương. Mua mua Một kim cương nha. Rồi. thấy ơi, cái từ ta y mình đọc nhanh thay a muôn thử luôn ta đọc nhanh luôn là quá đẹp. Ừ, quá tốt, cứ đọc nhanh đi, càng nhanh là càng tốt. thầy, hình như tiếng Anh các cái từ phiên âm của tiếng Anh đấy thì hình như đọc theo nghĩa tiếng Anh thì đọc hiểu đúng không thầy? Đúng rồi, đọc tiếng Anh người ta vẫn hiểu. Ừ, đây là từ phiên âm từ tiếng Anh này các bạn. Rồi Đây mình thôi bây giờ mới sinh nhật chút mà lên cái này thì không biết là phải cái này phải Quang Hải không tặng sao rồi, chứ mình dân thường không tặng được đâu. Quang Hải rồi, u Quang chay mới Hậu tặng được. Anh yên tâm, em có mười mấy viên. à, Nào muốn tặng? cái đó mình tính sau đó. Ohi mình từ vựng. Tâm qua khoảng cái ít nến có sư cô đưa CEO, hãy chọn cái hay là một là câu đúng không, mình đặt lại câu có quan hệ đúng không với những cái này nè. Cái này là sân môn này đúng không, sân môn. Ở đây là cái gì các bạn? Mi dốc gốc hả thầy? Đúng rồi, mi gió cúc, đúng rồi. Rồi này là Thế từ cake. Thì tất thế cả này thì nó đang nói về một cái ngày, đó là ngày xem sáng in, đúng rồi. Tại sao người ta sẽ ăn vào cái ngày này, tại sao? người ta muốn sống lâu, Muốn cái sống này gọi là lâu, cái canh trường thọ. rồi trong biển là coi trường thọ hả? Vâng, ý ý là người ta muốn là sống lâu sống dài như là cái canh cái mi giót hết thế, nó dài ra. Sống ô là sống lâu đúng không? Ore Vâng, ok. có cái bà kia bà buồn lắm, mỗi lần sinh nhật bà buồn lắm, bà Đấy, buồn sao biết đi. Mười không? Bà nói là lần. bây giờ khi mà sinh con Ừ. là cũng bị dớt, rồi bây giờ sinh nhật nó cũng bị dớt, cái gì cũng bị dớt, còn 60 tuổi bà Ừ, kế nói sốc mi cái gì cũng bị dớt hết, thành ra là đó. buồn. Gặp tới ngày là trúng là 10 đứa con nữa, chứ cứ một đứa con là một lần làm 10 cái mi dớt đó là bà cũng làm nữa. Thế là ăn mi dớt suốt luôn. Các bạn biết cái từ mà khiên hôn, khiên hôn mà khi mà mình đi tiền mừng cưới á, gọi là tiền là mình gọi là gì các bạn, tiền gì? Kiên hôn xích Khiên hôn xích. tiền Nhưng mà hay đi tiền không, tiền tiền mừng đó mà. cưới Chúc kỳ công á. mẹ ơi, chúc kỳ Đúng rồi, chúc kỳ cơm, đúng rồi, chúc kỳ chúc kỳ cơm ha, kỳ là tiền chúc mừng cưới, ơi. tiền mừng cưới. Ừ. Bên này cũng có tiền mừng cưới đó. Tiền mừng cưới. Trong nhóm mình chưa có khó ha. Trong nhóm mình ai cũng kết hôn rồi, thành ra đi tiền này cũng hơi khó. Rồi giấc xúc. Giấc xúc là hứa đúng không? Hứa hay là Hẹn của hẹn gì đó ha. Xít, thức ăn. Hứa. Người Việt mình có một bài hát là hứa thật nhiều. Cái em bài nghe cũng thật nhiều. hay. Mà, hứa thật nhiều đi. Hứa thật nhiều. Rồi.
À. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến với phần thứ hai nha. Anh Martin có sư trả xa sơ sư seo hãy viết, hãy tìm đúng cái từ để mà viết đúng không? Bây giờ từ chắc nhân nè, ơ chê nè, chi năng chu nè, ô rê nè, y bên tai nè, in tâm tai nè nhân. Các bạn thấy đây là nó đây là quá khứ, trước và đây là quá khứ, còn đây là nói về tương lai đúng không, hiện tại và tương lai. Ví dụ Cái như ngày à, 19 thầy ơi, cái từ đầu tiên, từ trắc nhân này, người ta gọi là nó đọc thường đọc là trăng trăng niên, nhiên trang niên, trăng nhiên đúng rồi, trang niên, Rồi ok, khi ấy, khi nó gặp ấy, nên thì nó biến đổi thành ngờ. vâng, giống như từ nó có nhiều từ nó biến đổi đúng không, ví dụ như từ Đúng rồi. đúng không, Cung môn cung min thì mình đọc là cung min đúng không, cung min cái từ này mình sẽ min ta gặp miền thì này sau thành ngờ. nhưng mà thế đó. Rồi, ok. Bây giờ các bạn thấy là vô y là ngày thứ ngày đúng không? Thứ. Thì thứ thì bây giờ thì người ta thấy ở đây ngày này đúng không? Thứ là bây giờ người ta nói là sao chinan tai tháng tư á, là gọi là tháng gọi là tháng Là trước. tháng trước. Hiện tại là tháng 5 đúng không? Đúng Anh ta là tháng trước. Mà nếu mà năm ngoái gọi là y trăng chân niên y chân y y tròn ship ship sao sao nhân niên trăng nhân. Đúng rồi. Thì bây giờ thì người ta nói là Ibn Chu hoặc là Tam Chu. Còn cái này á, thì là mình ghi là gì các bạn biết không? ôn hề. Đúng Chi nan chu hay rồi, chi nan chi đúng nan chu rồi, mình sẽ ghi là chi nan chu, chứ đây là Ibn chi Chu, nan chu Tam Chu thì mình gọi là chi nan chi chu, nan chu chi nan chu. Rồi Owl Owl Ibn Ibon Ibn ta là Tài, người Ibn Tan. Ibn Tài đúng rồi, Ibn Tài, Ibn Tài. Rồi nếu mà này thì là gì? Tham 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 tài tài, đúng rồi, tham tài, đúng rồi. Cái này là chuyển xuống này đúng không? Và năm 2014 đây lại gọi là ô rê ô ô hề ô hề rê, đúng rồi, ô ôn rê, khả năng ô rê. ôn Và này năm sau gọi là nè nhọn nè nhân, đúng rồi, nè nhân. nè Ô nê, ô nê là hôm nay đúng không? nhọn Hôm qua thì gọi là gì? ở trên Ở ở che, đúng rồi, ở che. Còn hôm kia gọi là cứ cho cứ cho kê, kê cứ cho kê. Ngày mai gọi là này nê in, chưa xuống nê in. Mô đê nên này, mô ngày mai, này kia ngày mốt chứ, này mai kia này kia mốt. Hôm nay, ngày mai rồi tới ngày mốt cho sao là ngày kia. ơi, À, ngày kia của người bên ngoài gọi là ngày mốt quá thầy. xin lỗi thầy, xin lỗi. Ngày Bọn em không gọi ngày 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 mốt bao giờ. không phải ngày mốt Tóc bao giờ, Việt nhưng mà mình có một người cái kia vùng miền đúng không, rồi ví dụ bạn như nếu như mà ra ngoài tiếng Hàn mà dịch ra là họ nói là ngày người kia chứ không phải ngày mốt đâu thầy. à Kiểm tra từ điển là ngày kia cái nào không cần đó. cãi nha, nếu mình vùng miền ha, ok. Ok. Trong từ điển thì nó cũng là ngày kia mà. Vì biết sao cái này là vùng miền, tại vì nếu mà mình nói như vậy là không được. Ví dụ anh nói bên miền Bắc á, anh nói như vậy là được. Còn anh vào miền miền, miền Trung anh nói như vậy á, thì người ta hiểu không có đúng. Ví dụ như vậy thành ra thầy nói là cái nào cũng được, nhưng mà nó tùy theo vùng miền đúng không? Đó, nói nào mình hiểu là được. À, đó, được. Ok, mình hiểu là được đó. Ai kia Rồi. Theo Hoa, ok, đoạn hội thoại này đúng không? Xin mời hai người đọc cái đoạn hội thoại này nha. Xin mời bạn Mão đọc bạn này, bạn 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 Phương đọc này nha.
Mời. Xin mời các bạn bật mic đọc nha. Dạ. Maria si, chu Xin cô học cô cháu học cưng mà có xe ạ. Mì hoa xin mare nên mua hết xe ạ. Thôi rồi in đây, mình hồ sang in 그래요? 무슨 설문을 했어요? 했어요. 축구 공은 사치사요? 사치사요? 좋았어요. 사치사요? 그때 치사요? 내가 저기 타이 이런 좋았어요. 와, 좋았어요. 5 rồi ok, cái này mình dịch sau rồi. Maria si, bạn Maria. Chú để mùa hết sale. Cuối Cuối tuần bạn tuần làm bạn gì vậy? Bạn đã làm gì? Đã đúng không? Quá khứ đã. Bạn đã làm gì? Xin chào của cho nhau cười một có sale. tôi cùng với bạn ăn Cùng tối. cùng ăn Cùng tối. anh bạn ăn tối. Còn bạn My Hoa Đã làm gì? đã Đã làm làm gì? gì? Tôi đã thứ bảy, Bảy. tôi Thứ đã bảy tôi tham tổ dự chức tiệc buổi tiệc tiệc sinh sinh nhật nhật của bạn Minho. đúng Bạn rồi, Minh có bạn Minh Hô đúng không? Hô. Đã Ừ. party tiệc đúng rồi, đã Dự tiệc sinh nhật của bạn Minh Hô. của bạn Minho vậy hả? Thế là mùa sinh sinh môn nơi hết sẽ bạn đã Đã tặng cái quà gì gì? tặng món quà gì thì Ừ. bạn này là chúc Đã cô mua quả xa bóng. chút xèo. Tôi đã mua tặng một Quả tặng bóng. đúng không? Cái từ xa ta là một cái động từ mua cộng Ừ. với cái từ chu Sa ta chung cũng là mua cho ai? cho đúng không? Mua cho. Mua cho ai? Mua cho hoặc là Áo do chú chị này cả. Em hiểu rồi, em hiểu rồi. là quá khứ ha. Ok, tôi đã mua cho cái thì mình Bóng mua tặng đi, cho mua cho là không cần nữa. Mua tặng cái quả bóng. Ok bạn Maria, cuối tuần đã gặp ai đúng không? Đã gặp ai thì câu này dễ rồi đúng không? Gặp bạn. bạn rồi. Thứ bảy đúng không? Thứ bảy để sinh Là nhật sinh của nhật ai? ai? Sinh nhật của ai thì là của bạn Minh Hồ. Miho Sie Ati đúng không? Đây là Không Min phải, không có. Min Ho Kiểu mà cho Minh Hồ. hay Cầm là cái cặp thứ thôi. theo các bạn như là theo các bạn À. là chọn có mấy Có ba. câu ba. Đây, mời ta Con nói rằng học tiếp. là đã tổ chức sinh nhật của Minho đúng không? Minho. Em nghĩ là câu 2 tại vì em chắc là họ biết nhầm rồi. Biết nhầm, có khả năng biết nhầm rồi, in Yoko nhầm. Không phải Sanidaseo. cách Câu ta bị 3 là có chữ bỏ A tân ấy. Đâu có A tân ở trong cái chuyện quay này đâu. xè. Không có A tư trong này đúng không? Vâng, thì em không nghĩ thế là câu không 2 ấy. Câu 2 họ câu biết hai nhầm được, câu hai mình chọn câu hai. thôi. Không, cái câu câu Yoko này khả năng có đáp án khác ấy. Sanidaseo. Miho nói rằng là đã sinh nhật, tổ chức sinh nhật của Sinh nhật Minho. mi không Thì Minho ở đây là ai? Thì không đề cập con trai con gái gì đúng không? Nhưng mà câu 2 thì mình làm sao giữa sao chứng cứ đâu mà mình chọn câu 2. Câu 2 là nó đang sinh nhật của Minho mà đâu phải Miho đâu mà chọn câu 2. Các bạn lấy chứng cứ đâu mình chọn câu 2. mình cứ là không Câu bị 3 nhầm. mới đúng mày ơi. Có bao là Nếu mi nó hoa. Nếu cái nói đáp đúng án thì thứ không nhất không phải. đề cập với thì chỉ có đáp án 3 là hợp lý Cái đây là bị insight rồi. Inside rồi. Inside chỗ nào? Em thấy Thì inside ở chỗ nào? Chị sinh nhật hô mê hoa. Sinh nhật Minh Minh Hoa là con Hô. Đáp trai án của 4 đi thầy. Minh Đáp án Hoa. 4 đi thầy. Đáp án Hả 4 đi. về
con trai Bạn mà tặng ơi, cho bóng của học được rồi đấy. các bạn nhìn đây này, nhìn lại vào cái phần hội thoại đây này. Bạn Mi Hoa bảo với là Mariko à, cuối tuần mày sẽ làm gì? Thế Maria mới trả lời là Không, đã tổ chức sinh nhật. Đã nếu tổ chức sinh đã nhật, tổ chức sinh thế nhật thì thì chị giáo đó văn là mới thế chị Mi có Hoa công trả bố lời là thứ thôi. bảy đã tổ chức sinh nhật cho cái thằng Minho 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 Dương không phải là Dương là Minho mình là ai? À, là Minho là con trai của chị Mi đi Hoa. qua. Đúng Đúng rồi. rồi, nên là cái Ba nha. chỗ tên tên ở ngoài thì nó biết mà. Các bạn lập trang trang số 10. Minho là con trai của Mi Hoa. Đúng, các bạn lập trang số 10 á Đúng thì rồi. nó có ghi là thầy thầy lập cho các bạn ha. Đây, Hà Minho. Minho đây. Minho đúng rồi. Con trai của Mi Con Hoa Minho nha, chắc nên chắn. là Đúng mày sẽ rồi, con trai của Minh đây. Hoa. Đứa bạn nào nói là người ta sách in sách in sai nói ông nói có sách mất nói phải có bằng chứng chứ Thì bây giờ em hỏi trong cái cuộc thoại này em không hình dung ra được là tại sao đang là Toru Ire Minho Seang In Phát Thi Rin hét rồi nhảy xuống có con trai trong đây hơi cho nên là hơi đầu. thì thành ra thì em lấy chứng cứ đó, còn người ta sẽ lấy chứng cứ là ở trong sách này nó đầu tiên nó giới thiệu mình là Minho là con của Mi Hoa, Của con trai của Mi Hoa đúng rồi. thành ra mình nó lấy đoạn hội thoại đó làm chứng cứ ha. Cho nên nay may một xíu nữa là mình sai đúng không? Chứ mình làm cái câu này là mình đâu thấy cứng chứng cứ nào đâu, đâu phải là sinh nhật của Mi Hoa đâu đúng không? Cho nên là mình thấy cái này không được. Rồi các bạn rất là giỏi, nói chung là học như vậy thì mới vui đúng không? Rồi mới tỉnh được. Rồi bây giờ mình sẽ học đọc từ tính từ đi với ad ớt đúng không? Ad ớt thì đây thì mình thấy cái từ ad ớt ở đây thì mình biết là cấu trúc này đang nói về thể quá quá khứ thôi, không học gì nhiều, cái này là nói về quá khứ. Ví dụ như là ơ chê mồ hết xèo, thấy chữ ad ớt không? Nếu chữ ha tàn nó đi ra chữ hết không hết còn nếu mà cái từ bô tà đúng không, từ bô tà mà nó cộng với chữ át này đúng không, nó cộng với chữ át chữ bô tà nó cộng với chữ át mà thành ra nó sẽ kết hợp lại là bỏ cái chữ ion này đi, cho nên thành chữ bô tà mà cộng với chữ What? nè với là chữ What? hai chữ sờ này, hai chữ sansiốt này, cái từ sansiốt này ha thì nó ra là chữ bắt đúng không, bắt What? cho nên là cái này quá khứ thôi. Còn nếu mà ví dụ chữ chữ mất tà đây nó là chữ ơ đúng không, thì chữ ơ này á, thì nó ở dưới này nó có sẵn rồi, chữ ơ thì nó sẽ đi về ớt sayo thì gọi là mất có sayo đúng không, đây là batas sayo mất có sayo kumbu hạt tà là kumbu hết sayo, cái này là nói về quá khứ rồi, đây nó dễ rồi đúng không. Chingu chi công chingu re mạnh nayo thì nếu mà đưa vào quá khứ nó là ơi Mình chingu re mạnh nayo hôm bây giờ là tôi đang gặp bạn, nhưng mà nếu mà nói về quá khứ hôm qua thì nó là hôm qua tôi đã gặp bạn rồi đúng không, thì gọi là mạnh nayo, thì mình chia cái này ra chia ra. Ví dụ một cái từ nữa là chi công ka chân go re thayo ơi chế cha chân cờ rế gọi là thát gì thát xe là đã lên đã đi xe đạp đúng không, chia cơm thông hoa chế cưới y y coi ô chế thông hoa chế cưới thì mình là y có xe đúng không, y có xe đã lên y có xe Từ lên phòng bên kia rồi anh dễ kia thôi đúng không, quá khứ thôi, y Icoseo. Rồi chia cơm chinh cô rưỡi kita rưỡi thì này cứ cho kể chinh cô rưỡi kita wow. kita rất say bỏ thêm chữ này vô kita rất say rất là dễ đúng không, kita rất say chia cơm chồng số heo bây giờ tôi đang làm việc tôi đang dọn dẹp đúng không, thì nó là chi nên chưa ế chồng số hết hết xeo cái này rất là dễ. Rồi bây giờ mình thử nữa nha, kata chitta Thầy ơi,
Cho em hỏi là Đông Hoa Chết là sách sách truyện gì thầy? À, Tông Hoa Chết à, đây 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 đúng không? Dạ. À, Tông Hoa là, Tông Hoa với lại Man Hoa thì nó giống giống nhau, gọi là sách hoa là nói về tranh đó, gọi là mình Việt Nam gọi là hoạt hình đó. Tông Hoa là dạng như là hoạt hình hay là gì đó, nó cũng dạng về tranh ảnh đó ha. Thì gọi là truyện tranh thì nó hay hơn, truyện tranh dạng gọi là truyện tranh đó. Vậy là Đông Hoa Chết với Man Hoa Chết là nó cũng giống nhau á thầy. Nó cũng bà con nhau ha. Truyện tranh, truyện đó nó có nhiều tranh gọi là truyện tranh ha. Rồi ok, nó cũng như man hoa chết thôi. Man hoa chết thì nó thường là rất là tranh, cũng là truyện tranh mà gọi là phim hoạt hình ha. Man hoa dân hoa gọi là phim hoạt hoạt hình đó ha. Đây tông hoa chết nó cũng vậy thôi. Mà đặc Ông biệt kiểu sách gì nó có liên quan đến vận động. mà đặc biệt là cái sách này thì nó dành cho thiếu nhi, thiếu nhi gọi là thành ra là tông hoa chết nè, thiếu nhi, sách thiếu nhi, sách truyện tranh. Thầy rất là thích truyện tranh các bạn hồi nhỏ. Nhưng mà các bạn có thời gian các bạn đọc truyện tranh. Bữa trước thầy đi thư viện các bạn, thầy đi thư viện thầy rất là thích sách, và thầy đi thư viện thầy thấy là có những quyển sách mà ví dụ bây giờ mình tiếng Anh mình không giỏi á, thì các bạn đọc sách truyện tranh mà bằng tiếng Anh á, học lâu nó cũng hiểu được nhiều lắm á. Vì do là ví dụ như các bạn vào bên Hàn này 10 năm trở lên này, mình không có xài tiếng Anh, thì tiếng Anh hầu như là từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 bây giờ nó đã quên hết đúng không? Nhưng mà bây giờ các bạn muốn đọc lại thì mình sẽ đọc lại những cái sách của những truyện tranh như vậy á, thì mình cũng nhớ những cái từ vựng rất là nhiều các bạn. Rất là thích, cho nên chắc các bạn mai mốt có con thì sau này nếu mà bên hàng thì truyện tranh như vậy thì rất là tốt. Ở bên Hàn người ta cũng học tiếng Anh nhiều lắm á. Đúng rồi. Rồi Trong ok. công Trong công ty ty. em có nhiều người cũng chịu khó lắm, có nhiều người, họ người Hàn mà cầm cái sổ rồi này các bạn, cầm cái sổ họ đọc cho đi, đọc đi đọc đi đọc lại, mấy người Hàn cố gắng rồi. Ok, chinh cu hao cổ tung tung tê muôn chi cha nghe castle. Hôm qua tôi cùng với bạn đi đến đã đi chợ đã đi chợ tung tê muôn đúng không? Chi cha nghe sarami sao các bạn, sao ra làm sao? Mạnh À, này mạnh nát đúng mạnh nát rồi. Ok thì mình là mạnh nó CEO, đúng rồi. Mạnh nó CEO. Cô kia về số bu mô ni mới bu mô ni sân môn nơi. sắp Sách làm gì các bạn? sắp Sách rồi à, sách CEO. Nhưng mà nếu mà đưa vào kính ngữ nữa thì sao các bạn? Sasumita. Hatsuseo. Lý, nếu mà đưa kính ngữ rồi sao? Hatsuseo. Sasaya. Sasayo. Sơn mua nữ. Sasaya. Sas. Sas. Sasaya. Sas. Sasaya. Sas. Sasaya. Sasaya. Ủa? Sasaya. Thêm chữ Sas. CEO kính ngữ. Thêm Ờ, chữ đúng C vào được mà thầy. nhưng mà các bạn nãy á, các bạn nghe cái từ đây nè các bạn, Sao thức sale là cái nó nhưng mà đối với những với mình mua cho bố mẹ thì gọi là sa tư rất sale, Sì. mà tư đi Sát ta tinh. à À, sa sì rất tư sale. rất sale à sa tư rất sale Rin kéo. vì gia kiểu tư đi ta là kính ngữ từ chu ta ha. Chứ không phải là sa sách sale đâu ha. Sa mua cho đúng không, mua tặng đúng không, gọi là sa tư rất sale ha. Kinh chỗ xích ta nghề sò xăm Ok. kê thang Còn ấy. Ồ một phát xe oh, à? một vết sale đúng rồi, mình đưa ra
Và sau đó thì gần gần đó thì có cái quán ăn, đặc biệt là cái gì, món gì đây, Tâm cứ tăng tăng gà, gà hầm, gần xăm hầm sâm, gặp à, rất là bổ. Bạn nào muốn ăn gà hầm sâm liên hệ chỗ thầy, ngày bữa mình rủ đi ăn ở chỗ mấy quán gà hầm sâm ăn ngon lắm. Masisayo, à chú, à Masisayo Masisayo chemi vô cho đúng không, mình đưa vô itasayo là Masis masisayo rồi Sosayo nữa chứ, masisayo. Masisayo. Ừ, đúng rồi, Masisayo. Kuriko Sachinto Chị có chicos sale sale à, chicos sale Chemi à itasayo. chú đang đang nói về quá khứ, cho nên là cái người này thấy cũng hay đúng không, đi đi với bạn mà đi đến đi chợ rồi 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 một ngày ha, một ngày mua rất là nhiều người rồi mua quà cho mẹ cho bố mẹ rồi ăn gà hầm sâm rồi rồi chụp hình chụp ảnh nữa đó ha, rất là nhiều cái việc làm rất là thích, cho nên các bạn cố gắng nè, các bạn giống sống giống như người này nè, phải rảnh thời gian rủ bạn hay là rủ các bạn này có rủ gia đình của mình đúng không, đi đi chơi đi ăn đi uống đi dã ngoại đi mua hồi gì đó, thì rất là tốt ha, cho bây giờ mình Để làm đó để hưởng thụ từ về phép nè. Anh Lý nói sao? để bao giờ về phép bên này gửi gia đình mình À, ta đúng rồi, được đã phép. ăn. Ok. Oche, merci, hôm qua Thức bạn dậy đã lúc mấy dậy mấy giờ? giờ? Thì người này nói là giờ sáng Sashie Iro Irona Nasio. sasayo. Irona nasos Ok, nasos. merci. Achimil mokoseyo. Hôm qua mấy giờ, mấy giờ bạn ăn sáng đúng không? Đã ăn sáng. Người này là Mấy Iko giờ? Sie Mình có Achimil sushi. Achim mà có mokoseyo. sẹo. Mình mà có sẹo. Về phải phải dạy là một đúng một tiếng rồi mới ăn đúng không? Oce miksi cung bu hết sẹo, hôm qua đã bạn đã học đến mấy giờ đúng không, hôm qua học mấy Giờ giờ, coi cung xe cùng bu hết bu xe hết sẹo, rồi. nhưng mà mình đây bây giờ Xin tới 10 giờ rồi xin mà người ta học mới 8 giờ đúng không. Oce miksi chắc sẹo, hôm qua mấy giờ bạn ngủ đó, bạn ngủ mấy giờ hôm qua bạn mấy giờ ngủ, thì mình trả lời đó là bam giờ giờ đang si e chat seo. Rồi bạn luyến là thường thường mấy giờ bạn ngủ hả? là John À 10 giờ. C 30 10 giờ. Bạn ngủ trăm soil ok á, mấy giờ bạn dậy? Chim Minh Giờ sáng si. Sashi Iro Nasoil. Ồ, bạn ngủ cái thời gian này là 7 tiếng 30 phút. Ồ, vậy là cái bạn ngủ cái theo cái chế độ là của khoa học luôn. Ừ, rất là tốt. Đi mà đi chắc rồi. À, mà đi chắc xe. Ừ. À, rồi. Rồi bạn 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 nhị thì sao, mấy giờ ngủ, thường thường mấy giờ ngủ, biết gì chắc sẽ Thiêu nghi gió tu si chai ồ cần thê chú mà đây tu bình thường lúc trước là bạn nói là 8 giờ ngủ mà bây giờ dạo gần đây thì hai giờ. Hai giờ sáng. À, thì, à, ngày thường à, ngày thường là 8 giờ bạn ngủ, còn cuối tuần thì cho nó có thời gian chút là 2 giờ mới ngủ. Ok. Bạn ngủ rất là hợp lý, rồi mấy giờ bạn dậy? Nay si Iran nào. À.
8 giờ ngủ mà 4 giờ dậy là tính ra cũng được 12 giờ thầy ơi, vợ giỏi tu À, dân tu si, si à, xin lỗi thầy nghe lộn, 12 giờ ngủ đến 4 giờ bạn dậy là đó nghĩa là bạn ngủ một ngày là 4 tiếng. Vậy á. Chắc thầy nghĩ là bạn chắc chắn sẽ thành công tại vì dậy sớm học bài giỏi. Quá giỏi, quá giỏi. Ok. nhưng mà có thành công hay nhanh chàng Bạn nhiều hơn em. kệ người ta chứ anh này. Ok, rồi mình cái tên học cái này các bạn. Tung sa hưng dung sa ý cô dèo à, động từ tính từ cộng với sẽ ha, cấu trúc sẽ. Mà thật ra các bạn biết đó, người ta dậy sớm thường thường thành công đó. Mà đặc biệt thì không biết thành công hay không, nhưng là mà hiện tại các bạn so với mình thì nhiều các bạn làm công ty cho các bạn, những người mà đi bán ở chợ các bạn ở Việt Nam cũng như bên Hàn này thôi, việc bán ở chợ mà phải dậy sớm lắm, con người thì dậy 3 giờ 4 giờ dậy rồi đúng không, thì phải đi xuống chợ rồi mua rau rồi bán rồi, nghe nói vậy cho nên là có nhiều người cũng vất vả đó ha, dậy sớm Cái câu mà dậy sớm mà thành công này em thấy là hơi 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 hơi, hơi trái chiều không đấy. sai. Người thành công người ta dậy muộn lắm. À, để là bạn bạn lý rồi, nó là ai mà càng dậy muộn á là thành công à, cái trong Không lý lý nó là dậy muộn thành công à, còn dậy sớm thì cũng thành công, tại vì sao dậy sớm, dậy sớm toàn là những người lao động, người dậy muộn người ta cà phê cà pháo xong vô người ta đi không sao thân em Nessie à, ấy là bình thường là Sa Chan Niêm là giám đốc là 4 giờ dậy rồi à, thôi thèm em đi làm ở bên Việt Nam toàn là 4 giờ sáng thức đi làm không à thầy ơi, mấy bà chủ cũng là 3 giờ mấy là bà thức rồi. đúng rồi. Vậy nhưng là mà mày chủ chủ là chủ chủ là chủ nào ấy, thành công. Ok, mình học là tương lai chủ các chủ bạn, gia học tương đình lai thì cả đây, phải dậy bây giờ sớm. học thành công lên này, bây giờ thành công lên này nè, thành công này. Neiren ama naishika choi koyo. Ngày mai á, có lẽ ngày mai á là thời tiết sẽ tốt đúng không? Nhưng mà bên cơ chế này ngày mai trời mưa các bạn à, cho nên là còn hơi căng chút đó. Cái cấu trúc cơ về vô này bữa có một số bạn hỏi thì cơ về vô này là mình cấu trúc là tương lai ha, sẽ thôi. Cái này cũng đơn giản, gọi là sẽ. Ví dụ như là có bát chim hay gọi là có phụ âm cuối á, thì mình dùng là chỗ cơ vậy rồi, mình dùng là ư cơ vậy rồi. Còn nếu mà không có phụ âm cuối á, thì mình dùng là riêng cơ vậy rồi, hay là khứ cơ vậy rồi. Rất là đơn giản đúng không? Ví dụ như là hãy đổi cái câu này ha, hãy đổi câu cô chứ chỗ hay rồi. À mà quật chứ chỗ hay có yếu. Người ta chuyển lại ha. À mà có lẽ ha, có lẽ là sẽ thích cái hoa đó, sẽ thích hoa. Ví dụ cái từ câu số 1 nói nha. Pet hoa chôm oxy bi sao. À mà pet Đi hoa săn chôm oxy bi cờ. sao. À, bi sai cơ yếu. Đúng rồi, bi sai, bỏ thêm chữ này. Bi sai cơ yếu. Chú mà đề nâng, cung quân nế, xa ra mi mạnh na yếu. À mà, chú mà đề nâng, cung quân nế, xa ra mi mạnh. Bản lên cờ. Mạnh Trời nế đất cơ ơi. yếu. Đúng rồi, mạnh nế Mình cơ yếu. Đúng không? Mình mạnh nế cơ yếu. Đúng rồi. xin Cho dân hoa cả che mi ít sale. Bộ phim đó rất là thú vị. À mà cho dân hoa cả xin sư coi mi yêu. ít đúng rồi che mi ít sale đúng rồi nên bi ca hoa yo. À mà nên bi con ca ổi ông cơ yêu. Đúng rồi ổi cơ yêu. Miếng tông nghề sớ shopping hay
À mà miếng thông nghề số số pin Chúc đấy tinh hăng hay cơ cơ gì ô, đúng là hay cơ gì ô. À rồi, à đúng rồi rồi, các bạn làm cho thầy hai thử hai cái câu câu thử nha, ví dụ là quá khứ và tương lai nha, quá khứ. Quá khứ và tương lai ha. À, tương lai thì xin mời một bạn làm thử cho thầy thử ha. Mời bạn anh Lý đi ha. À anh Lý, bây giờ hôm qua tôi đã ăn đã đi ăn thịt nướng đó sao? ok mokuro katsu À, mokuro katsu hôm mokuro qua tôi đã đi katsu hôm qua bunko kire đã đi nhà hàng ăn thịt nướng đúng không? katsu À đi để ăn thịt nữa mokuro katsu. Castello, Sitange Castello đúng không? Bukoki Mokuro Sitange Castello đúng rồi. Rồi tương lai, tháng sau tôi Để... là tháng sau tôi sẽ về Việt Nam thì nói đại nói sao? Tham gia này Pedinan căn cho này À đúng rồi. Tâm tái Việt Nam mẹ thầy cơ căn gì vô cho đúng không? Thầy cơ gì vô à đúng không? Rồi nên là các bạn thấy là thì tương lai của mình rất là dễ ha. Và chút nữa mình sẽ hỏi tiếp nha. À, chút nữa mình sẽ hỏi cái này. Rồi xin mời một bạn đọc cái phân đoạn này ha. Xin mời một bạn. Xin mời bạn có tên, bạn tên là bạn nào? Nãy giờ chưa đọc ha. Bạn nào chưa đọc ha? Nãy giờ bạn nào chưa đọc? Bạn Huệ đúng không? Bạn Huệ, bạn Huệ đọc cái này thử cho mọi người nghe. Vâng. Ibon chu inoire Tanaka Tanaka시장님입니다. 그래서 저는 어제 백화점에 갔습니다. 백화점에 사람들이 많았습니다. 타나카 씨는 파란색은 좋아합니다. 그래서 저는 파란색 넥타이를 샀습니다. 아마 타나카 씨 좋아한 겁니다. 그리고 우리 반 친구들이 사람들이 축하드로 했었어요. 친구들이 축하 카드로도 썼습니다. 이번 주 일요일은 타나카 씨 생일입니다. 동 này, 주 nhật tuần này là Sinh nhật của Tanaka. Taka. 그래서 저는 어제 백화점에 갔습니다. Wow, sinh nhật mà đi Vì ra bách hóa vậy trơn mà hả? nên tôi Wow, đã đến cái đi đến trung tâm mua sắm. bách hóa đúng không? Bách hóa trơn mê saram duri mà Ở Bách Hóa thì rất là nát đông người. Bách hóa thì rất là đông. Tanaka Tanaka xin 파란색을 좋아합니다. Bạn Tanaka thích gì? Thích màu gì? Thích màu xanh. Màu xanh, màu xanh. Màu xanh. 그래서 저는 파란색 넥타이를 샀습니다. Vì vậy mà tôi đã mua cái cà vạt màu xanh. Đúng rồi, cái cà vạt màu xanh. 아마 타나카 씨가 좋아할 겁니다. À, có lẽ Có là lẽ là sẽ có nghĩa là bạn Tanaka sẽ thích. thích nè. 그리고 우리 반 친구들이 축하 카드도 샀습니다. Và cái lớp chúng tôi đúng không? Và các bạn ở trong lớp của tôi thì cũng Viết cũng hả? Viết, đã đã viết. viết Đã cái viết. thiệp chúc mừng. À, thiệp chúc mừng, đúng rồi. À, cái ban này là tổ ấy. ban À, là tổ là lớp ấy anh, ban là lớp tổ. Lớp học lớp khác, lớp không nói từ ban rồi. Là tổ. à, không lên trong em lớp thấy thường học. trong lớp thì là các bạn dùng là ban mà. Ví dụ như con thầy là nó học là một
một sáu, có nghĩa là lớp 1 nhưng mà lớp 1 nhưng mà gì giúp ban giúp ban lớp 1 nhưng mà tô 6 đúng không? Tô 6 lớp 6 lớp tô 6 rồi. Isaramon ở thì mình trả lời đó là Kasumita. Besma 맞아요. cho mẹ Kasumita. 이 사람은 무슨 파란색 넥타이 샀어요. 샀어요? 넥타이를 샀어요. 넥타이를. Mình thấy sinh nhật đơn giản đúng không? Thấy người ta đâu có tặng kim cương vàng bạc gì đâu. Thấy tặng hai người thấy là thấy nãy thầy thấy có hai người nói được, thứ nhất là tặng gì cũng được đơn giản, ông trai tặng cà vạt cũng được, rồi sau đó là giống như bạn Hoàng Quang nói ồ quan trọng là tới là chúc mừng là được rồi đúng không, bây giờ thông thiệp chúc mừng ý nghĩa là được rồi đúng không, cho nên là hôm nay nào nhật là nói thầy liền nha, để thầy Thầy nói thầy ơi, khi nào đó nhận em mời thầy mấy bạn nha. Em nhờ thầy. Được rồi rồi, cho nên là mình có lớp phó học tập, mai mốt là nói lớp phó học tập là ghi ngày Ủa. tháng quản lý Lớp phó học tập là ai à, này? lớp phó học tập giơ tay lên Nào. bạn Phạm Bá Minh là lớp phó học tập của mình đó. Mai mốt hàng tháng là bạn sẽ cũng tiếp tục nhận tiền của các bạn cứ mạnh đúng không, bạn mình giỏi lắm á, để mà tiền đã hội để mình đi sinh hoạt đúng không, tổ chức sinh nhật ăn uống gì đúng không, rồi Từ này đúng đầu này bị lớp mọi người nha, chuyện rồi này nhập mình bị lớp, có gì thầy sẽ gọi điện cho bạn Minh rồi đến nói chuyện thêm về vấn đề đó ha, để được bạn mình tiếp tục hỗ trợ về vấn đề đó, mai mốt chắc cho bạn Minh làm quản lý toàn toàn khối luôn để khỏi tránh khỏi bị người nào sơ xuất đúng không, rồi cứ rủi quản sơn ha sale quản sơn ha ta, cái từ này các bạn, cái từ này là hãy hãy hoàn thành cái đoạn văn đúng không, ví dụ bây giờ mình tự nha, ví dụ như mình nuku sang đi vậy đó, ví dụ sinh nhật của ai thì mình ghi tên của người đó vào, của mình là của ai đó, rồi mùa sinh iyaki hiểu mình sẽ nói cái gì, thứ nhất mình có ba ý mình nói gì đó nói gì đó nói gì đó, đó. Ví dụ như bạn nhị một ai, ví dụ như bạn của mình bạn gái của mình sinh nhật thì điều đầu tiên em muốn nói bạn gái là nói gì, nói tiếng Hàn là nha, Hoa si sen nhi chúc khaeo. thứ nhất là chúc kha đúng không, rồi chúc kha trước đã, chúc kha rồi chứ nữa là gì nữa, thứ hai là mình ước ao mình mong muốn bạn gì hả gì. Dịp vừa cô hăng sang kibun cho a hay cho yo. Luôn luôn xinh tươi, luôn luôn vui vui vẻ ha, tâm trạng vui vẻ kibuni đó, tâm trạng tốt gì nữa, thứ ba là gì, mong gì, Kuriko ý đây hăng sang cho đưa thủ chú sĩ yo. phải luôn luôn phải làm việc là phải giúp đỡ tôi nhiều ha, cái lời chúc này cũng hay ý nghĩa. Rồi nu Kha sẽ cái này là mình cũng dễ viết cái vâng, cho nên mình có thể mình viết gì đó, mình chúc mừng, chúc bạn sức khỏe, luôn luôn được tươi trẻ, là luôn luôn kiếm thật nhiều tiền, ví dụ có rất là nhiều cái lời chúc đúng không? Chúc bạn luôn thành công, ví dụ có chưa có người yêu thì nói sớm chúc bạn có người yêu, hoặc là nếu mà chưa có con thì nó chúc bạn sớm có một hoàng tử công chúa gì đó vân vân đó, mình có chúc bạn rất là nhiều điều, và đây là vậy, đây là cái thiệp chúc ha, các bạn cứ chúc chúc thử nha, mai là ví dụ mai đây, ví dụ đi ha, mai là sinh nhật của ai đó, hay là trong những ngày sắp tới sinh nhật của bạn của mình đúng không, hay là ví dụ như bạn nhị thì bạn viết cho chồng của mình, rồi bạn Minh bạn viết cho vợ của mình đúng không, các bạn viết đi, viết rồi để gửi cho thầy.
thể chỉnh sửa. Và đêm mai là các bạn viết nha, cố gắng viết viết cái này cho thầy rồi thầy sẽ chỉnh sửa cho các bạn, rồi để các bạn mai mốt á, các bạn sẽ đi tặng cho những người nào đó rất là quan trọng. Giống như bạn Quang, đừng bao giờ tặng bạn Quang cái món quà gì hết, miễn tặng cái tấm thiệp là được rồi, không cần quà cáp gì to to đúng không, chỉ cần cái tấm thiệp mà là chúc mừng là mừng rồi đúng không bạn Dạ đúng rồi à. Quang đấy, Ok luôn đấy. nói là đúng. Rồi Đó. à, Nhưng mà vui mình những từ này thì nãy giờ mình đã học rồi đúng không, bây giờ mình học cái văn hóa sơ nha các bạn. Rồi thức bia rắn sang y chẳng chỉ tiệc sinh nhật đặc biệt bé bé kia bé kia mình đã lên bé kia bé kia là 100 ngày đúng không, 100 ngày thì em bé được 100 ngày á, là ngày mà em bé được 100 em bé sinh ra đời được 100 ngày á, là 3 tháng 10 ngày đó ha, 3 tháng 10 ngày thì tổ chức cái lễ cũng như là mừng vì cái từ từ khi sinh ra đến 3 tháng nó rất là quan trọng các bạn, quan trọng dữ lắm. Rồi sau đó thì tiếp tục là tôi là được 1 năm đó, 1 tuổi á, tôi này là 1 tuổi nhé các bạn, tôi chăn chi là 1 tuổi, ai mà mời các bạn đi tôi chăn chi á thì mình biết là đi sinh nhật 1 năm đó, 1 tuổi được 1 năm ha, cái ngày này gọi là được 1 năm, được 1 tuổi ha. Hoan cấp thì là người được 61 tuổi, 60 bây giờ được lên 61 tuổi là bây giờ nó lên gọi là hoan cáp rồi. Thì người ta cũng mở tiệc bên này gọi là hồi đó là thọ đúng không? Giống như Không cũng họ ạ. đúng là thọ hoan cáp, cho nên cái ngày nó rất là quan trọng. Nhưng mà bây giờ bên Hàn này á người ta các bạn, người ta bây giờ là người ta nói là bestie các bạn. Bedside City là bây giờ người ta sống là Khi 100 100 tuổi á, cho nên là cái từ hồi đó là 61 tuổi á, thì nó bây giờ là người ta lên luôn rồi. 70 tuổi thì đẹp hơn, 70 tuổi người ta làm luôn. 71, 70, 70 tuổi đúng không? Thành ra người ta là Chinsun. 71 tuổi, 70 tuổi thì gọi là Chinsun. Thì Chinsun thì nó cũng là gọi là thọ đúng không? Thọ. Ở Việt Nam mình thì không biết như thế nào, nhưng mà dạo này thì Việt Nam mình thường thường thầy nghe là 80 đến 90 mới 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 mừng đúng không? Chứ 70 thì cũng mươi là mừng, 70 là mừng mừng. 70 70 giác tỉnh 70 người ta mình như này, 70 là mừng thọ, 80 là mừng thượng thọ. 90 là thượng thọ hả? Ừ, vậy hả? 90 là đại thọ cái gì đấy. Bằng bằng Phương lúc đầu là biết rồi. Bằng Phương đâu rồi? Đấy là chỗ em sao? Ừ, 80 là mừng thọ, 90 là thượng thọ, còn 100 là đại thọ đấy. Đại Là thọ, trăm trung một đại thọ. thọ nha Chứ bạn. 70 thì thọ Còn đây 70 là phải cho vào sách kiểu như là những người hiếm ạ anh ạ. nói chung là đại Là thọ từ là 100 trở đi là năm nào cũng phải mừng rồi. hiện tại như nhà nước Việt Nam mình á là 90 tuổi mới được nhận cái hay là 80 các bạn, 80 70 thầy ơi, 80 80 hả? chỗ em là 80 mới được tiền đó. À, 80 là cứ năm là nhận được cái phong bì gì đó ha. Tiền người già là 70 hay sao gì? Ở Không, miền Nam là 70 70.70 Em ủa chết chết gì mà. đó quá. Nhưng mà hôm nay